Khuyển 2018 thể hiện một sự sung túc và bình an. Hai chân sau của Kim Khuyển chùng xuống, tạo đà cho hai chân trước của Kim Khuyển phóng lên, thể hiện một sự bứt phá mạnh mẽ trong năm mới. Và với những ý nghĩa mà sung túc như thế này thì tôi tin rằng đây là một sản phẩm mà mọi người hằng mong muốn có được trong một năm mới tấn tài và tấn lộc. BNG, niềm tin và phong cách.